Em chào chị ạ. Hôm nay em lên nhà chị. Em muốn xin hình ảnh về quá trình ngày trước chị bị bệnh. Trước tiên, chị cho em biết về họ tên, quê quán, địa chỉ. Chị đang sinh sống ở đâu? Chị là tên họ hàng là Hoàng Thị Đình. Dạ vâng. Chị ở Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ. Dạ. Cái thời gian bị bệnh của chị như nào? Và cơ duyên nào chị biết nhà thuốc chúng em? Chị thì đấy là để mà thoái hóa là chị thoái hóa lâu rồi. Lâu rồi. Đấy, thế hôm đấy vô tình là chị đi làm bê tông ấy. Dạ vâng. Đi đổ đường như thế này là dạ. Cũng làm rất là nhẹ thôi, phụ nữ ấy. Dạ. Thế là tự dưng là về nghe đau lưng. Đau thì cứ nghĩ là ấy thôi, thì hai vợ chồng thì là cứ lấy thuốc, lấy dầu là xoa bóp. Cái triệu chứng đau của chị như nào? Triệu chứng đau của chị là nó đau đau ngang thắt lưng này. Dạ vâng. Đau tê buốt. Dạ. Thì chị cứ nghĩ là bảo là hay là mình làm quá thì nó đau lưng. Dạ vâng. Thế xong rồi càng ngày nó càng nặng lên. Dạ. Thế xong thì cơn đau nó kéo dài về ngày về đêm nhiều? Hầu như là về đêm. Vâng. Về đêm mà sau đến nửa tháng sau càng ngày nó cứ càng tăng dần mãi lên. Vâng. Thế xong thì chị mới đi bảo anh đi lấy thuốc nam. Vâng. Đặt mách hộ cái chỗ trên Tân Minh này này. Vâng. Lấy thuốc nam về chị đáp rồi uống này. Vâng. Cũng không thấy đỡ. Bệnh tình có thuyên giảm không chị? Ừ, nghĩa là không nghe gì. Vâng. Thế xong được hơn tháng sau chị lại nghe nó nặng quá. Vâng. Thế xong lại nghe người ta mách ở trên Xuân Đài. Dạ vâng. Chị lại lên Xuân Đài. Dạ. Em lại lên Xuân Đài lại lấy thuốc cũng lấy thuốc nam về uống đắp rồi là lại mách và là lại lấy hạt đu đủ ấy. Dạ vâng. Đắp. Rồi là chị đắp, có nghĩa là đắp đắp ngày đắp đêm rồi đắp cảm tưởng nóng ấy. Dạ. Thế chị đi đắp nghe chán rồi đến nửa tháng chả thấy đỡ, thế là đi ra Thanh Sơn chụp thì người ta bảo là chị bị gai. Vâng. Chị bị gai thì ra đấy thì người ta châm cứu rồi là tiêm. Vâng. Cảm tiêm B12 thôi. Dạ. Gai, thế là điều trị 15 ngày đấy cũng không nghe giảm. Vâng. Thì bắt đầu là về chị lại quay xuống Bạch Mai. Dạ vâng. Thì đi Bạch Mai thì bác sĩ yêu cầu là phải chụp cộng hưởng đấy. Dạ. Chụp cộng hưởng thì bác sĩ bảo là của chị là thoát vị. Dạ. Thoát, gần thoát ra ngoài. Vâng, thoát vị là mấy ấy chị? Thoát vị L4. Vâng. Ừ. Chị điều trị một số nơi thì không hiệu quả, bệnh tình không giảm. Ừ. Lúc đó chị có đau nhiều không? Ui, đau nhiều chứ chị. Vâng. À, đau nhiều chứ em. Rồi là có nghĩa là lúc đấy là lên xe là cứ phải dìu. Dạ, cái dìu. Xách nách hai tay chị là dìu. Vâng. Có nghĩa là đêm nó buốt mà ấy, nói các em bỏ qua chứ đi vệ sinh rồi là các thứ sinh hoạt cá nhân rồi là toàn phải đứng thôi em ạ. Đứng, không ngồi không được. Không ngồi được mà. Vâng. Ăn cơm của chị là phải quỳ, chị dạ. Phải kê gối, chị quỳ không dạ. Ngồi được thế nào. Mà nằm đêm nó buốt nó nhức của cái giống này nó thun thút, nó kiểu nó khó chịu. Vâng. Ừ. Chị đau nhiều như vậy kéo dài bao thời gian? Kéo dài đến hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng. Ừ. Hơn 3 tháng thì bắt đầu xong là chị đi Bạch Mai thì bác sĩ cho thuốc về uống. Vâng. Nhưng mà chị đỡ. Đỡ không sao. Ừ. Chị ở viện này có mổ không hay nào? Chị xong bắt đầu đi Bạch Mai về chị uống hết hơn 2 triệu tiền thuốc ở Bạch Mai nhé. Dạ vâng. Không đỡ xong bắt đầu chị về người ta lại mách và chị đi viện 5. Viện 5. Viện 105 ấy. Dạ. Thế chị đi lên viện 105 14 ngày. 14 ngày. Mà phương pháp điều trị ở viện như nào? Điều trị ở viện 105 thì người ta tiêm giảm đau rồi là tiêm có nghĩa là tiêm cái gì mà cứ 2 ngày một mũi là 700.000 một mũi. Dạ vâng. Là tiêm hẳn vào cái phần gọi là sụn ấy. Sụn màng cứng đấy. Đấy đấy, màng cứng đấy. Dạ vâng. Ừ, là chị điều trị 14 ngày như thế. Dạ. Rồi là chị đi trị liệu đấy. Vâng. Đi kéo giãn nhé. Kéo giãn cuộc sống. Ừ, kéo giãn cuộc sống về cũng không khỏi. Không khỏi. Rồi đau nan man là mấy tháng rồi? Ừ. Chị đau ở bên nào nhiều? Chị đau ở bên trái. Vâng. Ừ. Lúc đó cơn đau có chạy xuống chân không chị? Có chứ, có nghĩa là nó đau hết xuống từ mông này. Dạ. Từ mông xuống hết bắp chân này, có nghĩa dạ. Lúc đấy là mông của chị là teo rồi. Vâng. Mông teo, bắp chân teo rồi là các chi ngón chân của chị là nó rút xuống ngón chân rồi. Thì bác ở viện 105 thì họ được 14 ngày thì bắt đầu là người ta giới thiệu cho chị đi 108 mổ. Dạ vâng. Em hỏi tiếp chị là chị teo như vậy lúc đó chị lại có bình thường không, có lệch người không? Thôi chị đi có đi được đâu em. Dạ vâng. Thì có nghĩa là nằm thì là toàn phải người nâng. Người nâng. Là cứ anh nâng rồi là ăn cơm thì là chị ăn nằm. Ăn nằm, vệ sinh là phải đứng. Vệ sinh là phải đứng. Đại tiểu tiện. Ừ. Vâng. Có nghĩa là đi lại thì cứ hai tay xách này. Vâng. Không, chân này của chị lê mà có bước lê được đâu. Lê không bước được, nó teo chân, teo mông rồi đúng không? Teo mông mà bước xuống
cho chân xuống nền đất này là bắt đầu là nó rút. Dạ. Sau khi điều trị một số nơi không hiệu quả, thì cơ chiêu nào chị biết được nhà thuốc chúng em? À, cái đợt đấy là viện 105 nó giới thiệu chị đi 108 để dạ, mổ. Để mổ. Thì cũng bác sĩ bảo là cũng phải chuẩn bị đến tầm độ hơn 200 triệu. Dạ vâng. 230, 240 gì đấy. Dạ vâng. Thì chị cũng về cũng ở nhà nông thôn mình thì lấy đâu ra tiền hạng lý. Dạ vâng. Thì chị cũng bảo là thôi về để xem để ấy để vay ngân hàng ngân hiếp rồi là để xem vay mượn anh em đã xong rồi. Vô tình hôm đấy chị lại mới đi lên mạng. Dạ vâng. Mở mạng ra để xem thử. Vâng. Chị lại mở ra lại thấy có nhà thuốc lại tuyến thạc đấy. Vâng. Đấy ở Trương Mỹ. Chị mở ra chị xem cũng thấy điều trị rất là tốt. Vâng. Chị có ngày chị xem đến 4-5 lần cơ. 4-5 lần. Cứ 4-5 ngày đấy chị cứ theo dõi mãi, chị cũng bảo cứ xem lại xem hết, mở hết tất cả các phim của cái nhà thuốc này nó quay xem là có đúng không. Dạ vâng. Hôm đấy anh mới bảo là thôi bây giờ có số điện thoại của nhà thuốc cho hẳn hoi lên đây mình cứ điện thoại thử xem là. Dạ vâng. Xem là có chuẩn hay không. Thế đấy tối thì anh mới điện. Dạ vâng. Thì là nghe cũng nhà thuốc thì cũng trả lời ngay rồi là ấy bảo là xuống. Thế là hai hôm sau đấy là hai vợ chồng là sắp xếp là dìu nhau lên xe là cho taxi là đi đấy. Em hỏi câu thế nhị, lúc đó chị xuống nhà thuốc thì lòng tin của anh chị có tuyệt đối không hay là đang hoang mang? Ô, hoang mang chứ em. Vâng. Bởi vì là lúc đấy đi thì mình xem là vô tình là mình tìm trên mạng đúng rồi, không biết là có thật hay không. Dạ vâng. Thế thứ nhất, thứ hai là đường đi từ ngày nào mà đến đất Trung Mỹ thì mình chưa đi bao giờ. Đúng rồi. Thế là bảo cháu taxi, bảo cháu cứ lên bản đồ ở trong máy, cháu cứ tìm đến cái địa chỉ này cho cô. Dạ vâng. Thế là taxi cháu cũng tìm mò mẫm cuối cùng cũng đến nơi. Dạ vâng. Ừ, thế là chị đến nhà thuốc chúng em được nhà thuốc điều trị cho chị những pháp như nào? Thì được nhà thuốc là xuống đấy nhà thuốc là cho thuốc bóp này, là cho thuốc uống này. Vâng, thuốc đắp và thuốc uống. Đắp và thuốc uống. Chị còn nhớ thuốc đắp và thuốc uống bao nhiêu ngày một thang và bao nhiêu ngày miếng lá không? Chị chả nhớ nhỉ, chả biết là một lá chả biết là 5 ngày à? 5 ngày đúng rồi. Thuốc uống chị còn nhớ bao nhiêu ngày một thang không? Thuốc uống là một tuần à? Hay là mấy ngày? Hay 3 ngày à? 3 ngày. 3 ngày. Vâng. Đấy. Thế là về uống, thế là hôm đấy xuống là bắt đầu chị lấy luôn 2 triệu tiền thuốc. Vâng, 2 triệu. Thời đó là 2 triệu một tháng. 2 triệu. Cho nay thì chị khỏi được bao nhiêu thời gian rồi? Đến nay là chị khỏi được hơn 3 năm. Hơn 3 năm, cũng lâu quá nữa. Không nhớ là mình uống thuốc và đắp thuốc bao nhiêu ngày. Mà có nghĩa là về chị uống đến tầm hơn nửa tháng. Hơn nửa tháng. Là tự dưng là chị nghe nó cứ đỡ dần. Vâng, lúc đầu là uống thuốc là giảm luôn. Ừ, phải đến nửa tháng em ạ. Vâng. Đến nửa tháng là bắt đầu tự dưng là những cái bắp chân với lại cái mông là tự dưng là nó đỡ buốt dạ, dần vâng. Đây này. Mới đầu uống thuốc 15 ngày bệnh tình thì chưa thiên giảm đúng không? Chưa thiên giảm nhiều. Lúc đó lòng tin của chị có thấy hoang mang không? Có chứ. Vâng. Bởi vì là cũng bảo là thôi mình cứ liều đi, cứ lúc nào nghe người ta mách thì mình cứ đến thôi. Dạ vâng. Thế thì xong là rồi chị uống tiếp rồi là cứ theo vâng. Mãi xong là đến hơn một tháng là tự dưng là cứ thấy nó cứ, tự dưng là như kiểu nó cứ dần dần nó mất giảm, ở giảm, đâu đấy. Cứ giảm dần mất. Thuốc uống chị còn nhớ là uống như nào không? Thuốc uống của chị là uống cứ 3 ngày một thang à. Ý em hỏi thuốc uống nó uống thuốc như nào, uống như nào? Uống là chị cứ sắc đều lên thôi. Luôn sôi là uống. Luôn sắc là uống càng nóng càng tốt. Dạ vâng. Còn đắp thì chị là ban ngày chị đắp, đêm ví dụ chị đắp đến gần lúc nào sắp đi ngủ đấy. Dạ. Thì mình nghe khó chịu thì mình cứ bỏ ra. Bỏ ra. Sáng ra thì mình lại đắp tiếp. Dạ vâng. Chị điều trị tổng cộng nhà thuốc mấy tháng thì bệnh chị khỏi hoàn toàn? Nó gần 3 tháng. Gần 3 tháng. Ừ. Bằng tất cả không đắp đắp và uống. Chị khỏi này là hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm rồi. Đi lại làm việc hiện tại là bình thường. Hiện tại của chị bây giờ là đấy, vụ vừa rồi chị còn đi gánh mạ cơ. Dạ vâng. Mà người ta thì bảo chị bảo là thôi tốt nhất mình có bệnh thì mình cứ giữ. Nhưng mà dạ, cảm vâng. Thấy mình nghe nó khỏe hẳn lên. Khỏe hẳn lên. Nghe không có cái gì cả. Bình thường nhỉ, không có đau nữa. Không có đau nữa mà cái lúc 3 tháng ấy, chị khỏi một cái là chị cứ nghĩ là cảm tưởng như mình không tin. Mình không tin. Chị không biết là có thật hay không. Chị hay là cảm giác là thuốc nó hiệu quả đúng không? Thế? Mà chị thuốc không biết là còn khỏi bền hay không đúng không? Thế? Tâm lý như vậy. Thế
Và thời gian minh chứng là chị khỏi được 3 năm nay rồi. Hơn 3 năm đúng không? Hơn 3 năm rồi. Hiện tại chị còn teo mông và tê chân được không? Bây giờ thì chị chả có gì, như thỉnh thoảng ví dụ mình mà đi làm nặng hay là vâng, các thứ thì chắc là nó vẫn cứ hơi ảnh mỏi, hưởng đến cái tuổi già mình đúng đấy. Rồi. Làm nặng thì tất nhiên là ai mỏi nhỉ? Ý em hỏi là bây giờ chị còn đau và teo chân, tê chân được không? Không, chị không. Chẳng nghe gì. Vâng. Hai chân của chị bình thường rồi, không còn đi nê chân nữa. Không. Vâng. Bây giờ chị đi thoải mái mà, chị lai thồ, bây giờ chị lai 5-60 cân mà. Dạ vâng. Lai tải lúa, tải liếc. Làm việc mà. Mọi thứ bình thường nhỉ? Bình thường. Vâng. Ngày trước là chị đau và teo mông và tê chân, đi nê mấy tháng? Đi nê phải đến hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng. Lúc đó thì cái việc chăm sóc đại tiểu tiện, ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, tắm rửa thì ai là người phụ chị? Chồng chị. Lúc đó chị cảm thấy cái suy nghĩ, tâm trạng của chị có suy sụp nhiều không? Chị tiêu cực chứ em. Vâng. Chị nó tiêu cực lắm, bởi vì mình cũng là mình tàn, mình chưa phế. Vâng. Chị cũng nghĩ là vẫn lắm lúc bảo mình già thì chưa già hẳn. Dạ. Mình còn trẻ thế này mà để cho chồng con nó phục vụ thế này cả đời thì cũng là mình sợ. Vâng, sợ. Mà cũng nghĩ mà đơn giản chẳng nhẽ thì làm một liều thuốc thôi thì cho xong, bởi vì nó cái cơn đau và nó liệt rồi là nó nghe nó thảm hại lắm. Dạ cái vâng. Bệnh này á, nó bảo bệnh này đúng là người ta bảo là nó không chết ngay. Dạ vâng. Nó dằn vặt con người ta khổ lắm. Vâng. Nhức ngày nhức đêm. Nó nhức ngày nhức đêm, nó hết ngày nọ hết tháng nọ sang tháng kia. Vâng. Khổ lắm. Nó còn ăn uống là ngủ nghỉ là rất là thất thường kém đó. Ăn không buồn ăn mà ngủ lại không ngủ được. Dạ vâng. Sống này là ảnh hưởng đến dây thần kinh như sao. Dạ. Ít ngủ mà. Bây giờ là hơn 3 năm rồi, chị đi lại làm việc bình thường, không còn đau nhức nữa. Không, đi lại là bình thường như ban đầu. Mông không tê nữa. Không. Hôm nay nhân dịp em lên Phú Thọ lên xin hình ảnh. Vì là em biết được cái địa chỉ của chị này là do người nhà chị gái đúng không? Chị gái. Đấy, biết tin là chị mách xuống nhà thuốc điều trị và chị gái bây điều trị bệnh cũng hiệu quả rồi. Thì hôm nay em có chuyến lên phỏng vấn hình ảnh thực tế của chị. Chị cảm nhận nhà thuốc chúng em điều trị bệnh thoát vị đệm phá cuộc sống của chị có hiệu quả không? Riêng nhà thuốc Lại Văn Thoan này thì đúng là quá là uy tín quá rồi. Dạ vâng. Đến bây giờ á. Dạ. Đến bây giờ chị cho là đúng là chị gặp thầy gặp thuốc đấy. Dạ vâng. Ừ. Đúng là về cuối đời đúng là quá là gặp. Dạ chị vâng. Tưởng là may mắn đấy. Dạ. Chị mà tưởng là cứ như thế thì những cái như ở viện thì cũng là cái cuộc đời của chị đúng là sợ thật. Dạ. May mà chị gặp được nhà thuốc của em. Vâng vâng. Em không biết nói gì hơn. Em chúc chị và đại gia đình. Còn năm nay là âm lịch là cái xế Tết nhưng dương lịch là Tết Noel rồi. Thì chúc chị gia đình sang năm mới luôn mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát lộc và chị luôn luôn khỏe mạnh. Và cảm ơn chị những phỏng vấn thực tế này. Hôm nay có chuyến lên phỏng vấn với chị. Em chào chị nhé. Chúc chị luôn mạnh khỏe. Vâng. Chị cũng không biết nói gì thôi, chị xin cảm ơn nhà thuốc. Dạ vâng. Chúc nhà thuốc lúc nào làm ăn cũng may mắn phát đạt mà mang cứu được nhiều bệnh, dạ. Nhiều người. Dạ vâng. Chị xin cảm ơn. Dạ vâng, em chào chị ạ. Chào em nhé. Vâng.